Theo thông tư số 04/2022 của Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay chương trình học đào tạo giấy phép lái xe ô tô có sự khác biệt nhiều. Học viên phải học thêm nhiều phần như cabin ảo, phải học đủ thời gian đường trường mới được thi cấp giấy phép lái xe. Số câu hỏi lý thuyết hiện cũng tăng từ 450 câu lên 600 câu và không còn tình trạng bao đỗ lý thuyết như trước đây. Việc đào tạo lái xe hiện nay đã được siết chặt hơn nên học viên khó dùng tiền để bao đỗ mà phải học thực chất, đặc biệt phải trải qua các khóa học cabin ảo mô phỏng những tình huống thực tế hay là chạy đường trường đủ thời gian quy định của từng loại giấy phép lái xe.